Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, tình hình khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông diễn biến khá phức tạp, trong đó khai thác cát sỏi trái phép diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương, tình trạng này đang dần được chấn chỉnh. Chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực khai thác cát sỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lan Quảng Trị tại thôn Ba Rầu, xã Mò Ó, huyện Đắk Cờ Rồng. Những năm trước, khu vực này là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Từ phản ánh của người dân, việc khai thác cát sỏi tại đây đã làm cho đất đai hai bên bờ sông bị sụt lún, sạt lở và ảnh hưởng đến đất sản xuất, canh tác và đời sống của người dân. Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng từ đơn vị từng khai thác trước đây tại khu vực này, nạn khai thác trái phép đã được chấn chỉnh. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lan Quảng Trị đang nhận khai thác trên diện tích là 1,2 ha, thời hạn đến tháng 5 năm 2020. Với công suất khai thác là 15.000 mét khối một năm, tình trạng sạt lở bờ sông một mặt do tác động của mưa lũ, mặt khác do ảnh hưởng của khai thác cát sỏi đã giảm đáng kể. Yêu cầu nước cho ta nâng sàn cát. Trước đây, mỗi mùa mưa lũ cộng với việc khai thác cát sỏi nên làm cho tình hình sạt lở ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất của bà con ở đây. Hiện nay, việc sạt lở cũng đã giảm đi phần nào, người dân yên tâm hơn, nhưng cũng mong đơn vị khai thác cát sỏi làm thế nào để không bị ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của bà con như công ty trước kia. Bây giờ thì còn lại một công ty, đó là cái công ty Phúc Lan đóng tại khóm 2 thị trấn Long Lang đang khai thác trong phạm vi được ủy ban tỉnh cấp phép, đó là chỉ có là diện tích là 1,2 ha thôi. Để cho nên là cũng nói về cái vấn đề mà ảnh hưởng cái việc công ty sản xuất thì cũng đối với chính quyền địa phương là nó không có ảnh hưởng. Đấy, vì cái công ty mà được cấp phép là nó xa so với cái diện tích mà đất bà con sản xuất. Đấy, tuy nhiên bên cạnh đó thì qua quá trình công ty sản xuất thì đối với chính quyền địa phương là luôn có cái kiểm tra, để luôn có cái giám sát và kiểm soát. Để thậm chí là cũng có rất là nhiều đoàn về để rồi là kiểm tra về cái việc khai thác cát sỏi của công ty. Còn đây là điểm khai thác cát sỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 9 thuộc thôn A Liêng, A Vương, xã Tà Rụt, huyện Đắk Cờ Rông. Bắt đầu được cấp phép khai thác từ tháng 6 năm 2017 với thời hạn hơn 4 năm rưỡi. Công ty này được khai thác trên diện tích là 6,48 ha. Mỗi năm, khối lượng khai thác là khoảng 36.000 mét khối. Vì vậy, việc khai thác cát sỏi ở khu vực này gần đất sản xuất của người dân, nên việc hoàn thổ, tránh tình trạng sạt lở luôn được công ty chú trọng. Và giải pháp được tính đến, đó chính là sau khi lấy cát, lượng sỏi đá không sử dụng được công ty hoàn trả vào ngay khu vực khai thác. Tuy nhiên, dù đã được cấp phép, nhưng hoạt động khai thác ở khu vực này của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 9 còn gặp không ít khó khăn. Một trong những trở ngại lớn nhất đó chính là người dân không có công ăn việc làm ổn định, đã tranh thủ đào đẫy vàng mà chưa có sự đồng ý của phía công ty. Trước đây những bà con địa phương thì cũng là một số người ta ra thì mình thấy mình làm theo cái phương án này thì mình đào bới lên thì là người ta cũng có người ta đến người ta làm, nhưng mà cái người ta đến người ta kiểm làm vàng nhưng mà cái hàm lượng thì nó cũng không đáng kể. Đấy. Cộng với bà con mình ở đây thì là cũng có một số người thì người ta cũng làm theo cái kiểu là người ta cũng phao người nọ nói người kia là nó có, nhưng với thực tế là sang làm thì cũng chả biết là bà con cũng có được là bao nhiêu, nhưng về phần công ty thì công ty cũng đã báo lên về chính quyền thôn. Đó. Thì chính quyền thôn với cùng với công ty thì cũng có vận động, cũng có bà con là để cái nếu như làm thì này đấy thì người ta cũng cái chuyện người ta làm thì mình cũng chả ngăn cản được, bởi vì người ta là người địa phương mà. Nhưng mà người ta làm thì dăm ba ngày thì không đạt hoặc là không có cái gì thì người ta cũng tự nghỉ thôi, chứ còn mình cũng không thể là ngăn chặn được, bởi vì mình không có quyền. Huyện Đắk Cờ Rông hiện có 4 điểm khai thác cát sỏi đã được cấp phép, trong đó bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Đức Hà hiện đang khai thác ở thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lan
đang khai thác tại địa phận thôn Ba Rầu, xã Mỏ Ó. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 9 hiện đang được cấp phép khai thác ở thôn A Vương, A Liêng, xã Tà Rụt, và hợp tác xã khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Đắk Cờ Rông hiện đang khai thác ở khu vực sông thuộc thị trấn Krông Cơ Lang. Tổng diện tích được cấp phép là hơn 14,3 ha, trữ lượng khai thác là khoảng hơn 400.000 mét khối. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 9 có diện tích khai thác được cấp phép lớn nhất với 6,48 ha và tổng trữ lượng khai thác là trên 177.800 mét khối. Việc cấp phép đã phân định rõ ranh giới khai thác nên hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở đất và những hệ lụy khác. Từ năm 2015 cho đến nay, sau khi Ủy ban tỉnh có cái quyết định số 684 ngày 10 tháng 4 năm 2015 về cho phép cái hợp tác xã khai thác cát sạn thông thường của thị trấn khai thác, thì đến nay tình hình khai thác cát sạn trên mạng thị trấn cơ bản là ổn định và đảm bảo. Hàng năm qua cái giám sát theo dõi của chính quyền địa phương thì việc khai thác cát sạn nó đảm bảo theo đúng cái quy trình về vấn đề khai thác đã được quy định trong giấy phép. Cho đến nay, sau gần 3 năm mà đi vào hợp tác xã đi vào khai thác hoạt động thì cái vấn đề sạt lở hay là vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của các cái khu vực lân cận nó không bị ảnh hưởng và không làm hư hại. Đó là một cái rất hay, rất tốt trong cái vấn đề về cấp phép khai thác cát sạn thông thường trên địa bàn trong thời gian qua. Được biết, hiện nay ở xã Ba Lòng, huyện Đắk Cờ Rông, địa phương đang làm thủ tục đấu giá để đưa vào khai thác cát sỏi nhằm vừa đóng vào nguồn thu ngân sách, vừa giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương. Theo chính quyền địa phương huyện Đắk Cờ Rông, thời gian qua, các ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương tại đây đã thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp khai thác cát sỏi trái phép. Tình trạng này đã dần được chấn chỉnh. Hiện giờ thì các cái mỏ có cái trữ lượng lớn ấy, thì đảm bảo theo thủ tục quy định của nhà nước từ thăm dò rồi đấu giá quyền khai thác. Còn những cái chỗ nhỏ lẻ thì mặc dù là huyện đã có chủ trương tuyệt đối không được khai thác, nhưng người dân ấy, thì họ khai thác để họ tự làm nhà. Hoặc là thậm chí là họ có những cái công trình mà có tính chất nhà nước không làm, cộng đồng dân cư không làm ấy, thì họ có thể khai thác nhỏ lẻ thôi. Chứ không có những tình trạng trước đây thì có, nhưng bây giờ là quản lý ngày càng chặt hơn về cái khai thác cát sạn thì tình trạng đó là hạn chế rất nhiều. Trên thực tế, dù các đơn vị được cấp phép để khai thác cát sỏi, nhưng nguy cơ khai thác trái phép vẫn có thể xảy ra. Chính vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, các địa phương, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông. Đồng thời, ngành chức năng cũng cần sớm chấn chỉnh đối với những đơn vị vi phạm để việc khai thác cát sỏi không để lại những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Việc làm này không chỉ giảm bớt các vụ việc vi phạm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguồn tài nguyên khoáng sản, mà còn là cách để bảo vệ nguồn tài nguyên, giữ đất sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đến đây xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quảngtrị.tv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.